lễ xin dâu quê em. Cờ xin dâu được nhà gái ấn định giờ đẹp và nhà trai buộc phải đến đúng giờ. Khi nhà trai đến để xin dâu thì nhà gái sẽ ra cổng đó và trước và có các bà mẹ gái đón mẹ nhà trai và nhà để nhà trai làm thủ tục xin dâu. Và đây là cảnh chào đón nhà trai ở cổng. Quan Thiên hay to, ai cũng được cười và hết mặt đúng hổ. Sau khi được nhà gái chấp nhận cho phép đón dâu thì nhà gái có cái lễ cái tục mà cho là người mẹ trao tặng cho con gái thì tốt đẹp nhất. Ở đây nhiều người trao phần quà và các bác nhà gái đến nhà gái các bác cũng trao cho cô dâu đến phần quà và có giá trị và ý nghĩa như là học viên hoặc là nhận theo tay để chúc cho cô dâu và chú rể luôn hạnh phúc và có một cuộc đời tươi ban đầu để xây dựng gia đình mới. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay món quà hạnh phúc đến từ chị nhà bác của cô dâu cũng đang là giải tặng cô dâu cho dễ ngày mai. Quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay cùng chúc mừng, xin mời. Các gái sẽ cho các bạn lại hai cháu làm lễ ra tiền từ đường. Thế này ngày hôm nay bên phía nhà trai chúng tôi đã có nhà ý để đến toàn thể quý vị. Trên này bên phía nhà trai để cùng dự lễ thành một lòng chào hai con trẻ. Văn phố sẽ cho lễ tuyên diễn ra vào 3 ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại trung tâm dự nhà trai ông Phạm Văn Nguyễn. Gái đưa dâu sắp xếp xe tổ chức chỗ ngồi để đưa cô dâu đến nhà chồng. Và dặn dò cô dâu những điều cần thiết khi đi trường hoặc là những cái tục cái lệ hoặc cái điều kinh dị mà người cô dâu mới này phải và đây là người bố cũng là bác của mình đã đưa cô dâu bó hoa để xin đường đi cái gì đó sử dụng nó hữu ích nhất. Và khi đến nhà trai cũng chào đón nhà gái nhiệt tình không kém. Chúng tôi đang dành cho tất cả các cô bác, các anh chị trở về đây để cùng chung tay lần giúp của đôi bạn trẻ, Văn Phú và Lê Khuyên.
Nhìn dâu trong giờ phút đầu tiên nơi vị trí trang trọng này, một lần nữa xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng ngồi xuống đài hoài thúc của mình. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Don't stop.